Chào các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn nhé. Đấy, đây là cái mẫu bơm chúng ta dùng để bơm phụ gia, bơm chất lỏng, bơm dung dịch. Đấy, cái đầu này thì chúng ta đút vào trong phi hoặc là trong cái can của chúng ta, trong cái chỗ chúng ta cần. Đấy, sau đó thì chúng ta ấn cái đầu của cái thằng ti này. Đấy là nó sẽ ép hơi và nó sẽ đẩy lên là dung dịch sẽ được hút lên thôi. Rất là tiện. Và cái đầu dây này thì chúng ta chuyển vào cái phần can hoặc là cái phần chúng ta muốn dẫn sang. Đấy, nó rất là tiện để cho anh em và các bạn sử dụng khi mà mình bơm dung dịch, bơm hóa chất, bơm chất lỏng, đấy, bơm nước, bơm rượu đều được hết. Đấy, rất là tiện luôn. Thì các bạn có nhu cầu về cái bơm này thì có thể liên hệ trực tiếp để bên mình tư vấn cũng như là phân phối cái dòng sản phẩm này cho anh em và các bạn nhé. Đấy, số điện thoại của Phạm Huấn này 0971160999 để được tư vấn về cái dòng sản phẩm này. Đấy, chuyên bơm để chúng ta bơm dung dịch, bơm hóa chất, bơm chất lỏng. Rồi xin chào, hẹn lại các bạn video sau.